thì khu vực Bắc Bộ sẽ không còn tình trạng nắng mưa thất thường nữa, mà thay vào đó sẽ là nắng nhiều và nóng lên. Thậm chí là ở Lào Cai, này, Hà Giang hay là Cao Bằng thì còn chạm mức nắng nóng 35-36 độ. Nếu phải hoạt động nhiều trong những ngày hè nắng nóng thế này thì cách đơn giản nhất để giữ sức khỏe đó là uống nhiều nước để bù vào lượng nước đã mất đi. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể uống thêm viên bổ sung muối này để cân bằng lại các khoáng chất bị mất qua mồ hôi. Và đồng thời nên hạn chế các thức ăn cay nóng hay là đồ ăn khó tiêu quý vị nhé. Xin chúc quý vị có một ngày thuận lợi và nhiều niềm vui. We'll be right back.